Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Su Tiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì Lộc sẽ xây một cây cầu để bắc qua bên kia ấy. Tại vì sắp tới Lộc dự định sẽ xây ở trong khu gần đó mà một vài thứ các bạn ơi. Cho nên cần phải có cây cầu để di chuyển qua lại cho nó dễ dàng ấy. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cây cầu có cái đường đi là 3 ô nha. Cho nên mình sẽ cắt ra thêm 2 ô ở ngoài này. Đó, đây là cái đường mới vào đó các bạn. Đấy, chắc bây giờ mình sẽ đặt cái này đi quá. Ok, giờ mình sẽ đặt cái này ra đi. Để lấy thêm ít gỗ để có thêm vật liệu để xây dựng đó các bạn. Cái này thì mình dự định sẽ làm một cây cầu cầu gỗ thôi các bạn, cầu gỗ ấy. Còn cái hai cái lan can hai bên đây là mình sẽ dùng bằng đá nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo để ráp thêm ít cái slab ấy các bạn. Rồi, đặt cái bàn xuống và ráp thêm ít slab nào. Mình sẽ làm slab gỗ bằng sam nha, tại vì gỗ bằng sam mình có khá là nhiều này. Giờ mình sẽ ốp lại trước đi các bạn à, mình sẽ ốp lại ngay đây. Đấy, tiếp theo là làm ít cái cầu thang nữa. Có cái thùng này. Ok, để mình dùng thử coi. Wow, cái thùng này được sử dụng được nè các bạn. Nó cũng như cái rương hay sao ấy. Để mình thử bỏ đồ vô coi. Bỏ đồ vô đập ra nó vẫn rơi thôi các bạn ơi. Mà cũng hay ấy. Nó là một cái rương nhưng mà kiểu như mình không biết mình chặn block có mở ra được không nhờ. Mình sẽ đặt trên. Chặn block vẫn mở được nha các bạn. Hay đấy. Ok, bây giờ mình sẽ làm ít cái cầu thang nào. Phiên bản mới này hay thiệt á. Có cái thùng của mấy ông dân làng. Thùng ủ phân này. Mấy bạn nói là cái này dùng để làm cái bột xương ấy các bạn ơi. Ok, mình sẽ chế tạo một cái, chút mình làm cho các bạn xem luôn nha. Giờ mình sẽ làm ít cái cầu thang đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt vô đây. Ok các bạn ơi, sau một hồi quyết định thì mình sẽ dùng cái tường đá cũng như là cái hàng rào gỗ xen kẽ với nhau để làm cái phần bên hông của cây cầu nha bạn. Đó, nó sẽ như vậy đây. Mình thấy cũng khá là ok luôn. Ở đây thì mình sẽ dùng cái đá cuội này để làm cái con đường đi ấy. Đó, mình sẽ đi qua bên đây bằng cái đường đá cuội này. Cũng như là một con đường đá cuội luôn. Đó, sắp tới mình sẽ không dùng cây xẻng để làm đường đi nữa các bạn, mình sẽ dùng đá cuội luôn ấy. Đó. Đấy. Rồi, mình sẽ đào thêm một ít đi. Đó, sắp tới mình sẽ làm đá cuội, dùng đá cuội để làm đường đi luôn. Đấy, mình thấy cũng khá đẹp á các bạn. Rồi, vậy là ổn rồi đấy. Các bạn làm tương tự với phòng bên đây luôn nha. Đấy, giờ mình sẽ làm qua bên đây luôn các bạn. Đấy, đầu tiên thì các bạn đặt cái block gỗ băng sam ở dưới cho mình nha. Tiếp theo thì đặt cái tường đá vào, đặt vô đây và đặt vô đây. Và mấy cái hàng rào gỗ ấy thì các bạn đặt xen kẽ như vậy này. Đó. Nhầm. Cái này đặt ra nè. Úp. Và ở đây và đây. Đó. Giờ mình chỉ việc chế tạo thêm ít cái tường đá rồi đặt vào thôi các bạn. Không biết cái này có làm được cầu thang không. Không, cái đá mịn này không làm được cái cầu thang các bạn ơi, chỉ làm được cái phiến đá mịn nè. Khá là tiếc nha. Mình sẽ làm thêm ít cái tường đá nào. Tường đá. Rồi. Đấy. Đặt vô đây. Đây, đây, đây và đây. Tại vì cái tường đá cũng như là cái hàng rào gỗ nó không có nói lại với nhau các bạn ơi, cho nên mình mới sử dụng ấy. Rồi mình sẽ đặt lên đây. Và đặt ở cái này lên 2 ô nha. Đặt ở đây. Đó. Cái này lên thêm một ô nữa này. Tại ở giữa thì nó hai block lên các bạn, cho nên cần phải lên thêm tí. Rồi, đặt vô đây và ấp lại. Đấy. Nhìn cũng khá ok luôn. Cái này thì hơi bị dư rồi. Đập ra. Rồi, đặt lên. Mình hết cái phiến. Giờ mình sẽ làm thêm ít cái phiến đi. Phiến đá này. Rồi. Vậy là sắp tới mình đi qua lại rất là dễ dàng luôn các bạn, không cần phải lội sông như mọi bữa ấy. Các bạn thấy cái cầu này không ổn chỗ nào ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha, để mình tập sau mình còn sửa lại nữa. Đấy, tạm thời mình sẽ để như vậy thôi. Ở đây mình nghĩ sẽ trang trí bằng cái nào ta. Mình có thể làm mấy cái đèn lồng các bạn, để đặt ở đây nè. Để thắp sáng luôn. Chưa, bây giờ mình coi nào. Mình có ít sắt này. Mình sẽ đổi ra hạt sắt và làm cái đèn lồng các bạn. Rồi, được 3 cái à, mình cần 4 cái mới được các bạn ơi. Tại vì ở hai bên là 4 cái trụ lận. Mình sẽ làm thêm một cái đèn lồng rồi đặt lên trên đó nha. Đấy. Ok, giờ sẵn tiện vô thăm mấy bé gấu panda luôn. Chắc mình sẽ cho mấy bé ăn quá. Ok, bây giờ mình sẽ cho mấy bé gấu panda ăn nha bạn.
Đó. Không biết gấu panda nâu có được spawn ra giống như vậy không nhỉ? À, cái này gấu panda màu đen. Bé này bị cảm nè các bạn. Đấy. Không biết khi nào mới hắc xì nha. Để mình có thể nhặt được bóng xi lam các bạn ơi. Mà hiện tại thì mình cứ cho mấy bé ăn trước cái đã. Đó. Đấy. Sẽ trồng thêm ít mía nè. Đó. Đó. Gấu panda mới hắc xì đó các bạn. Ô, cho ăn cho ăn cho ăn. À, hồi nãy mới hắc xì các bạn ơi, nhưng mà không gơi ra bóng slam. Kiểu như còn bé hay sao ấy. Ui ui. Ui, nó lợi nó kìa. Ồ, chắc nó lợi trả thù các bạn ơi, tại vì ở tập trước ấy mình có đánh đàn em của bọn kẻ cướp dân làng, cho nên hôm nay nó quay lại trả thù cho mình hay sao ấy. Và lần này thì còn dắt theo cái tên cầm đạn, cầm cái gì ta? Cái banner ở trên đầu nó kìa. Ok, giờ mình sẽ quýnh luôn nha. Mình sẽ cầm cái khiên. Ồ, mình không có đem theo cái khiên. Phải có khiên đánh mới lợi các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái khiên trong nhà ra cái đã. Khiên đâu? Ở đây đây đây, khiên trong người mà. Cũng là nớp mà. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm kiếm lên và chiến đấu thôi. Ồ, me me phải không? Me me nè. Ok, giờ mình sẽ đánh lẻ tên này trước nha. Tên này. Dương hả? Dương hả? Bắn này. Úi da. Bắn này. Đó. Tự phản đòn nữa bạn. Đó, úi da. Này thì phản đòn. Úi da. Quýnh nè, quýnh này. Ô, vậy là còn một tên thôi các bạn ơi, còn kênh cầm đầu thôi. Ờ, nó đâu ta? Ờ hả, tên đó rồi. Ô, đừng nói tên đó chạy nha. Ờ hả? Ủa đâu ta? Ủa tên tên cầm đầu chạy hay sao các bạn ơi? Mình hết thấy cái tên cầm cái banner trên đầu rồi. Ủa? À chắc hắn chạy rồi. Ồ, mới đánh xíu mà đã chạy rồi. Thôi kệ đi, cái này mình cũng bảo vệ cái ngôi nhà của mình thành công rồi. Đấy. Đó 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 đó. À bé gấu còn ăn kìa. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm một ít hạt giống này để ra ngoài đặt vô cái thùng ủ phân nè các bạn ơi. À, tại hôm bữa mình có qua cái làng ấy và phát hiện là cái này thì đặt được cái hạt giống vô ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đặt hạt giống vô này. À, các bạn chỉ là đặt vô thì nó sẽ tạo thành cái bột xương ấy. Đó, nó đang đầy dần đó bạn. Đó. Ủa. À, mình phải click chuột phải lần nữa các bạn ơi. Đấy, như là được một bột xương miễn phí rồi, nhưng mà nó tốn hơi nhiều cái hạt mầm á các bạn, hạt giống ấy. Mình còn ít này, giờ mình sẽ làm thêm một lần nữa cho các bạn xem nha. Không biết bao nhiêu thì mới được nhờ. Để mình đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ô, 16 các bạn. 16 cái hạt giống thì mình được một cái bột xương nha. Wow. Không biết mấy cái này được không ta. Ồ, hình như cái cà rốt cũng được á các bạn ơi. Để mình thử nào. Đó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ô, cái cà rốt thì 10, chỉ cần 10 thôi các bạn ơi. Ô, yeah, ok, vậy là ổn rồi. À, mình cũng có bị lọt vô nữa này các bạn. Nó, mấy anh nhân làng chuyên gia đứng gì này. Đó, mình lại gần cái, Ủa thân mấy anh nhân làng thật. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đang làm một cái chỗ để mình bắt đầu chăn nuôi lại á bạn. Tại vì khi mình chuyển qua đây ấy, mình chưa kịp làm chỗ chăn nuôi, cho nên hôm nay mình sẽ làm chỗ để mình nuôi bò này, nuôi cừu và heo ấy. Rồi, mình sẽ làm như vậy này. Đấy, mình cứ đặt xung quanh thôi các bạn à, để mình có thể nuôi được nhiều loại động vật hơn ấy. Đó, khi nào mình rảnh mình sẽ làm một cái trang trại các bạn. Đấy, lúc đó thì mình sẽ nuôi từng loài vật ấy ở một nơi riêng luôn. Đó, tạm thời thì nuôi chung nha các bạn. Rồi, mình sẽ đặt như đây này. Đấy. Cứ xen kẽ một cái hàng rào và một cái block gỗ văn sam thôi các bạn ơi, khá là đơn giản luôn. Đấy, nhưng mà mình thấy gì khá là đẹp. Rồi, nhầm. Đặt như vậy và ở đây. Đó, mấy cái gò đất này này mình sẽ không đập đâu, mình để cho nó kiểu như nó hơi tự nhiên các bạn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, mình sẽ đặt đây. Có heo nữa kìa. Đó, rồi ok, giờ mình sẽ hoàn thành xong cái chỗ này rồi mình sẽ dẫn mấy cừu bò heo vô nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ làm tiếp thôi.
Ok, cảm ơn. Bọn cướp dân làng lại tiến tới chỗ mình nữa rồi. Bây giờ mình phải chiến đấu tiếp tục thôi. Sao nó cứ nhắm tới chỗ của mình hoài nhờ? Đó, mình bây giờ thì chưa đánh mình nha. Khi nào mình bắn ấy thì nó sẽ ui. Ui no 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 no. Đó. Wow, tên này cầm cây ghiều luôn. Ồ, bắn con cầm đầu trước các bạn. Nó không quýnh đàn em nè. Quýnh này, rớt cái banner kìa. Giờ mình sẽ nhặt cái banner, quýnh nó này. Ui da da da, ui da. Ui, nó bắn rất là đau luôn các bạn. Đó. Rồi. Cuối cùng cũng chiến đấu xong rồi. Wow, mình được một cái gì ta. À, mình lại dính hiệu ứng nữa này. Điểm xấu các bạn. Ồ, khi mà mình có hiệu ứng này, khi mình lại gần ngôi làng ấy, thì nó sẽ kiểu như thực hiện cái điểm xấu này vào cái ngôi làng, và rất là nhiều bọn cướp dân làng ùa tới ngôi làng để cướp đánh chiếm ấy. Ồ, rất là nguy hiểm cho dân làng luôn, cho nên chắc mình hạn chế lại làng các bạn. Hoặc là mình có thể uống sữa, mấy bạn chỉ là có thể uống sữa để giải cái điểm xấu ấy, nhưng mà không biết có được không. Mà tạm thời thì mình sẽ tiếp tục làm cái chỗ nuôi cho thú cái đã các bạn. Ok, mình đã ốp ở phía trên xong rồi. Nhưng mà cái này ốp xong nó có một nhược điểm là mấy con bò ấy cứ tưởng đây là một block nguyên các bạn, cứ lên đây là nhảy 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 các bạn. Nhưng mà nó không có đi ra được ấy. Nhìn khá là buồn cười luôn. Đó 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 đó. Mình ấy thì mình có thể đi như vậy nè là đi ra, nhưng mà mấy cừu và bò đâu có biết đâu. Ok, giờ mình sẽ đưa bé heo này đi vô trong lại. Đó, nãy mình ấy không kịp cho nên phải đi ra nè. Ok, giờ mình sẽ gào lại luôn. Đó, rồi, vậy là xong rồi. Nãy bây giờ mình sẽ nhân giống ra luôn đó các bạn. Mình sẽ nhân giống bò mình mới có một con à. Mình phải dẫn thêm một bé bò về nữa các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ dẫn mấy bé heo đang tắm nè các bạn à. Thấy cái hồ nước này nhảy xuống tắm liền. Hay đấy. Giờ mình sẽ dẫn bé bò này về nha. Mình có thể dẫn nuôi thỏ lúc này. Ô được 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 các bạn. Mình sẽ dẫn thỏ gì luôn ấy. Ủa sao để dẫn thỏ vậy các bạn? Mình cầm cà rốt này. Thỏ không chịu đi theo các bạn ơi. À, được được hay gì nè. À được 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 các bạn ơi. Được nè. Mà sao mấy thỏ này nhảy cứ sao sao các bạn? À, một block nhảy không không lên được kìa. Cái thỏ một block nhảy không lên được. À được 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 rồi nè. Vậy là mình có thể nuôi thỏ luôn á các bạn. Giờ mình sẽ dẫn thỏ về luôn nha. Đó, hay đấy. Rồi. Ok, giờ mình sẽ dẫn thỏ và bé bò này về cùng một lượt luôn nha các bạn ơi. Rồi, ok, mình đã dẫn hai bé thỏ và bé bò về tới chuồng rồi các bạn. Hôm nay mình đã dẫn thỏ về được rồi. Đấy, giờ mình sẽ cho thỏ ăn luôn nha. Đó, ăn vô đi. Nhìn thỏ kìa. Đấy, nhảy nhảy kìa các bạn. Wow. Bé thỏ con kìa. Đó, mình sẽ cho mấy bé heo ăn luôn. Còn bé heo nữa đâu. À, đứng ở kia kìa. Sẵn tiện cho bò ăn luôn này. Đó, bò mình cũng rất là cần luôn các bạn ơi. Rồi ăn vô đi. Đó, hai bé cừu này. Rồi mình hết lúa rồi. Thôi kệ các bạn, khi nào mình có nhiều nhiều mấy cái lúa ấy mình sẽ nhân giống lên thêm nha. Tạm thời chỉ vậy thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo thôi. Ok, cảm ơn. Ngày hôm qua ấy, thì mình có thấy một cái hang ở phía dưới cái chỗ enchant của mình này. Mình thấy nó khá là sâu luôn, cho nên hôm nay mình sẽ xuống dưới để thắp đuốc lên nha các bạn, để tránh trường hợp nó spawn quá ở phía dưới ấy. Đó, rất là sâu luôn này. Ui da. Đó. Ui, có sắt luôn. Được đấy, giờ mình sẽ đào qua đi. Tạm thời mình sẽ đào nha các bạn. Khi nào mình kiểu như có nhiều nhiều sắt ấy, mình sẽ đem về và trang trí lại luôn. Đó, mình muốn làm kiểu cái hang nó tự nhiên xíu ấy các bạn. Nhảy lên nè. Ui da. Ui. Mày đấy, phải mình té dưới là xong luôn á các bạn ơi. Giờ mình sẽ đổ nước này. Nhưng mà để mình đi lên mình lấy cái quặng sắt trước cái đã. Quặng sắt ở đây đúng không? Đào ra. Ui ui. Sâu nha, sâu nha. Giờ mình sẽ làm liều nha bạn. Giờ nhảy xuống dưới luôn nha. Đấy, lần này nhảy phèo là đai đấy. Tại vì khá là sâu này. Rồi. 1 2 3. Yu. Ui da. Ha 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 ha
Oh my god, xem ném là chơi ngu có thưởng các ơi. Đó, may mà không chết đấy. Yeah. Ơ, mình nghe tiếng con gì ở phía trên các bạn, giống như tiếng của bọn kẻ cướp dân làng ấy. Oh my gosh, hình như nó kéo tới nữa các ơi. Mình đâu có làm gì đâu mà cứ kéo tới chỗ mình hoài nha. Ở phía dưới còn hang nữa các bạn. Ở phía dưới còn hang nữa, mình nghe tiếng nước chảy này. Ok, giờ mình sẽ đào xuống dưới xíu nha. Nó một cái hang nữa này. Cái hang ở dưới này cũng khá bự ấy. Mình sẽ đào hết sắt trước rồi đã. Các bạn khi đi mai ấy, nhớ lắng nghe tiếng nước chảy nha. Tại vì có tiếng nước chảy đồng nghĩa với việc có hang cái bên hay sao ấy. Đó, rồi mình sẽ lấy sắt ở phía trên trước đã. Còn nữa này. Wow. Để mình xem nào. Cái hang này đi lên. Kỳ nhờ, mình muốn mấy cái hang mà đi xuống nữa các ơi. Hiện tại thì chỉ mới tầng 33 thôi. Mình muốn xuống tầng 13 hoặc là 12 cũng được. Đấy, tầm tầng đó là có kim cương rồi. Rồi, giờ mình sẽ lấy sắt chỗ này trước cái đã. Khá là nhiều luôn. Mình sẽ đi tiếp này. Đường cùng rồi. Sao hang ở đây ngắn nhờ, không có sâu ấy. Ok, giờ quay lại đây các bạn. Hồi nãy mình thấy bên đây cũng còn đường nữa nè. Đấy. Có cỏ nữa. Cỏ mọc với tuốt chứ làm đất luôn á bạn ơi. Mình sẽ tắp đuốc lên. Đấy. Mình cực kỳ ghét mấy cái nước ở trong hang luôn các bạn ơi. Kiểu như nó làm mình di chuyển khó khăn ấy. Đó, cho nên mình không thích việc có nước trong hang đâu. Đấy, gặp nước là mình tắt ngay. Mình nghe tiếng lava các bạn. Có tiếng lava đâu bên đây này. Để mình nghe coi. Đó, mình nghe tiếng lava nữa các bạn. Mình sẽ đào thẳng một xíu đi. Đó, cái bên này, cái bên rồi. Đó, để mình đào một xíu nữa. Tiếng lava ngày càng lớn rồi các bạn ơi. Còn có tiếng ấy. Một cái hang nữa này. Mình nghe tiếng con. Ui, nó xuống hang nó kiếm mình luôn. My gosh, nó xuống hang nó kiếm mình luôn các bạn ơi. Bọn này hổ báo thế. Quýnh này. Nó xuống tới hang đào mai mình để tìm mình luôn kìa. Wow, hang gì mình nãy giờ mình nghe tiếng con gì á các bạn. Thì ra là nó. Bọn này thù dai thật các bạn à. Mình xuống hang mà nó còn không tha mình đấy. Wow, phải cẩn thận á. Xuống hang tìm mình luôn chứ. Mình sẽ thắp đuốc ở đây để đào ít than rồi làm đuốc cho bạn dễ nhìn nha. Nãy giờ mình sẽ đào cái ít than trước cái đã. Hiện tại thì mình chỉ còn có 16 level thôi các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng farm thêm ít level ấy rồi mình enchant mới được. Tại vì 16 level thì enchant không có được mấy dòng xịn đâu các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm thêm ít đuốc này. Nó bốn mấy cây luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi tiếp. Có sắt này. Wow, nhưng mà tới đường cùng luôn rồi. Đây là mấy ta? Này tầng 31 các bạn. Để mình xem coi có cái chỗ nào sâu sâu hơn không nha. Để mình đi tìm kim cương các bạn. Qua nay chưa tìm đào được viên kim cương nữa. Rồi, mình muốn kiểu như có cúp gia tài thì đào kim cương sẽ lợi hơn các bạn. Đấy, khi đó mình đào ít mà được nhiều ấy. Đó, ok, giờ mình sẽ đào sắt ở đây. Ở đây còn nữa này. Rồi, my gosh. Nguy hiểm đấy. Ở phía trên còn đường nữa các bạn. Các bạn bảo mấy cái hạt này nè là cái bụi á các bạn. Ở cát thì là bụi cát, còn ở đây là sỏi thì nên là bụi sỏi ấy. Cho nên có cái đó có nghĩa là mình không được đào ở phía trên, nếu không thì nó sẽ sập xuống ấy các bạn ơi. Cái hang này nó dẫn lên tuốt ở trên rồi này. Mới đây mình lên trên bờ luôn nè các bạn. Mà thôi đi, giờ mình sẽ quay trở lại để tìm mấy cái hang sâu sâu hơn ấy. Rồi, đào ra. Mình sẽ đi xuống bên đây này. Đấy, ở dưới có lava luôn. Bên đây còn tiếng nước chảy nè các bạn. Mày có xem ném té. Rồi. Đó, lava một đống luôn. Giờ mình sẽ dùng cái xô này. Mình sẽ mình sẽ đổ xuống cho thành hắc kim thạch các bạn. Đừng cùng ơi. Đây tầng mấy ta? Cái này là tầng 17 các bạn à, còn khá là cao. Để mình tìm cách để xuống tầng sâu hơn nhá. Ở đây là hết rồi. Chán nhờ.
Thôi kệ đi các ơi, chắc hôm nay đi đầu tới đây thôi. Giờ mình sẽ đi lên rồi lấy bản đồ ấy để tìm kho báu các bạn. Tại vì tìm kho báu cũng có thể có được kim cương ấy. Đó. Cho nên ok, bây giờ mình sẽ quay trở lên rồi chúng ta cùng nhau đi tìm kho báu nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ lấy cái bản đồ này để tìm kho báu nha bạn. Cái bản đồ này bị trùng nè các bạn ơi. Y gan cái bản đồ hôm bữa mình làm luôn. Để coi. Ba cái này là trùng hết luôn các bạn à. Buồn thế nha. Mình lâu lâu mới tìm được cái bản đồ mà cũng bị trùng nữa. Thôi mình vứt đi, mấy cái bản đồ trùng mình vứt đi. Chắc bây giờ mình sẽ ok, giờ mình sẽ lấy cái thuyền các bạn, đi ra biển luôn. Đấy, để tìm cái bản đồ kho báu mới ấy. Và đem theo một cái cửa, các bạn lưu ý nha, đi ra biển nhớ đem theo một cái cửa để lấy oxy các bạn. Tại vì phiên bản mới này mình chỉ có thể dùng cửa để hồi oxy thôi. Xô nước không có hồi được oxy ấy. Ok, giờ mình sẽ đi thẳng như thế này để ra cái vùng biển mà hôm bữa mình tìm được nha. Rồi, ok, giờ đi thôi. Ok, cảm ơn, mình đã tới vùng biển cái này. Bây giờ mình sẽ đi về một hướng đi, mình sẽ đi thẳng luôn các bạn. Hôm bữa mình đào được kho báu ở dưới đó. Đó, mình còn vứt cái bản đồ đó nữa kìa. Ok, bây giờ sẽ đi tiếp thôi. Hình như ở dưới có zombie hay sao các bạn à. Mình sẽ đi xuống thử xem. Zombie kìa. Cầm cần câu luôn. Wow, mình sẽ lấy cái rương trước. Xuống là lấy cái rương trước thôi các bạn. Lời nguyện biến mất. Mình sẽ lấy than và lúa thôi. Hết oxy. Hồi oxy lẹ. Mình sẽ đứng lên đây để hồi oxy nha các bạn. Đông. Đông lắm các người. May mà không có con cầm đinh ba ấy. Có con cầm đinh ba là mình xác định luôn. Tại vì nó đánh rất là đau luôn các bạn à. Nó bị kẹt các bạn, nó không áp sát lại mình này. Ui đông quá các bạn ơi. Đông lắm luôn á. Nó bị kẹt ở dưới kìa. Giờ mình chủ yếu lấy mấy cái rương trong đây thôi nha. Mình không đánh nhau nó đâu. Mà sao nó cứ đánh mình nhờ, mình không muốn đánh mà sao nó cứ đánh mình, thiệt tình á. Rồi, vô đây thì mình hồi được oxy nè các bạn, nhưng mà mình bị lôi xuống dưới rồi. Thôi kệ đi, thì mình sẽ đi qua đây để lấy cái rương nha. Wow, cái này đẹp ghê luôn á, kiểu như cái tòa thành ở dưới nước luôn các bạn. Để mình ta. Cái gì nè. Cái gì đẹp lắm các bạn ơi. Kiểu như cái biểu tượng của cướp biển ấy. Gần đây rồi. My god. Giờ hiện tại mình cần phải hồi oxy gấp mới được. Mình cũng gần đây rồi các bạn ơi. Mình sẽ vô đây để hồi oxy nha. Đông quá luôn á. Mình thì không có giáp kim cương cho nên khá là yếu các bạn. Đánh mình mất rất là nhiều máu luôn. Ok, giờ mình sẽ đứng ở đây để đánh. Ăn vô đã. Rồi nó tràn vô tới trong rồi. May mà chỗ này nó bị trũng xuống các bạn, mình có thể nấp này. Nếu không mà pha đói chắc mình đai rồi đấy. Rồi giờ mình sẽ lấy thêm hai cục hồi nãy luôn nha. Như nổi lên tuốt ở trên bờ hay sao rồi. Ok, tạm thời chắc mình bỏ cái khu này đi các bạn ơi, mình chiến đấu không lợi rồi. Nhưng mà mình đập 4 cục mà sao mình nhặt có 2 cục rồi ta. Cái gì này, gốm sành các bạn ơi, cái này là cái đất sét hay sao ấy. Nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Có cái rương này, giờ mình sẽ lấy cái rương coi. Được bản đồ này. Về có bản đồ có báo mới rồi các bạn ơi. Để mình tìm cách mình lấy hai cái cục hồi nãy coi. Nãy mình đào được hai cục mà ta. Nãy mình đào ngay tại đây nè. Đây. Đó, mình được 4 cục. Hết oxy. Hiện tại mình chưa có cái đồ thở dưới nước hay là cái mũ rùa các bạn, cho nên đi khắp bát biển hơi khó ấy. Okay, giờ mình sẽ qua đây để lấy thêm hai cái rương nữa nha. Cần câu sửa chữa luôn. Yeah. Rồi mình sẽ đặt cái cửa ra. Mắc hơi nhiều oxy các bạn ơi. Rồi, mình đã có được một cái bản đồ kho báu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kho báu để xem có nó có bị trùng không nha. Nó bị trùng các bạn à. Buồn nha. Mới tìm được cái bản đồ kho báu mới nhưng mà bị trùng rồi các bạn ơi. Tiếc ghê luôn á. Mà thôi kệ đi. Thì mình sẽ tìm một cái khu khác đi. Mình sẽ đi về bên đây. Đúng không nhờ. Ở trước có cái thuyền kìa. Có cái thuyền rồi các bạn. Ở dưới là một cái ravine luôn. Ok, giờ mình sẽ đi xuống thử nha. Không biết cái thuyền này mình có khám phá chưa nhờ.
Ồ hình như chưa các bạn ơi. Đó, được cái bản đồ nữa này. Ồ như là bị trùng. Khó chịu nha, kiểu như mình tìm toàn được bản đồ trùng á các bạn. Ui được một bát súp này. Đây được đấy, được đấy. Giờ mình sẽ đi lên. Rồi. Giờ mình sẽ đi loanh quanh để tìm thêm ít cái bản đồ kho báu nữa nha bạn. Để mình xem nào. Vùng biển ở đây thì mình thấy khá ít thuyền đó các bạn ơi, thuyền bị đắm ấy. Thành ra hơi khó để thủ mấy cái bản đồ kho báu các bạn. Chiến đấu với mấy bọn zombie chết đuối thì mình đánh không có lợi đâu. Kiểu như nó mạnh quá ấy. Đó, thành ra bây giờ mình phải cố gắng tìm mấy cái thuyền thôi các bạn à. Thuyền đâu ta? Ở đây có cái công trình thế này. Sẽ hơi tối các bạn ơi, nước ở đây sâu quá ấy, cho nên hơi khó nhìn xuống dưới ấy. Đó. Wow, giờ mình sẽ đi xuống dưới thử nha. Rồi, đi xuống. Cái này khá là nhỏ này. Nhỏ thì mình nghĩ sẽ ít zombie á các bạn. Quýnh này. Ui hai con một lượt luôn. Ui da. Đừng. Mình có cục mắc ma đây, mình hồi oxy nè các bạn. được một cây sửa chữa nữa. Wow, đi một lần được hai cây cần câu sửa chữa luôn. Về rồi, mình sẽ lấy oxy rồi quay trở lên nha các bạn. Đó, khá là tiện. Ok, lên thôi. Ở đây có cái thuyền các bạn ơi. Về. Để xem coi cái thuyền này có gì nha. Ở đây có xa cho mình không? Chỗ này cũng khá là xa cho mình đấy các bạn ơi, mấy trăm ấp luôn ấy. Không đùa đâu. Wow, mà không biết cái thuyền này có cái gì nè. Ở dưới có thương cái rương kìa. Mình sẽ đào cái này ra. Game delay rồi. Cái bản mới nó hơi bị delay các bạn ơi. Emerald. Giờ mình sẽ đặt cái cửa ra. Mình sẽ lấy hết luôn. Búp. Được 3 Emerald các bạn. Để mình tìm cách đi xuống dưới nha. Cái thuyền này bị bể hết phần nữa luôn rồi. Được một cái bản đồ mới này. Mình sẽ lấy giấy và lấy cái rương luôn. Đó. Để làm dấu các bạn ơi, để mai mốt mình xuống cái thuyền nào mà không có rương ấy là biết mình đã khám phá rồi ấy. Đó, bây giờ mình sẽ coi cái bản đồ này có bị trùng không nha. Cái này không bị trùng này. Giờ mình sẽ tông một xíu các bạn ơi. À không, đi về hướng bắc đi cho nó nhanh đó các bạn. Đi về hướng bắc đúng không? Cái này là hướng bắc nè các bạn ơi. Về đi thẳng luôn. Rồi, giờ đi tiếp thôi. Wow, nó nằm trên cái đảo nhỏ nè các bạn. Bên đây có cái sa mạc này, để tí mình lên đó coi có gì đặc biệt không nha các bạn. Rồi tới nơi luôn. Giờ mình sẽ đi lại đâu ta? Để mình cắt cái này để cho dễ nhìn nha. Mình sẽ đi bên đi lùi xíu. Ok, nó ở dưới nước các bạn ơi. Dưới nước thì hơi khó để đào ấy. Rồi, ở đây nè, đào thẳng xuống. Đó. Sâu thế. Đây 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 đây. Giờ mình sẽ đi lên để hồi oxy trước các bạn. Rồi mình mới đi xuống ấy, mình sẽ vứt cái này đi. Rồi, đi xuống. Coi nó có gì nha. Nhưng mà không có kim cương, buồn nhờ. Mình sẽ lấy mấy cái sắt rồi trái tim biển cả thôi các bạn ơi. Vứt cát lại đi. Đó, lấy cá để ăn này, vứt mấy cái block này. Vậy là mình có thêm một cái trái tim biển cả nữa rồi các bạn. Hết oxy. Rồi, đi lên. Ở kia có gì phát sáng kìa. Wow, để mình qua bển thử nha. Nhưng mà bây giờ trời tối thui rồi, các bạn chắc sẽ hơi khó nhìn nên thông cảm cho Lộc nha, tại vì Lộc không có đem theo cái giường ấy. Cái này là cái lava các bạn. Các bạn có chỉ là cái này nè, nó sẽ gơi ra mấy cây rậy gậy á các bạn. Cũng khá là tiện ấy. Mình sẽ ăn cái này đi. À không. Thôi kệ đi các bạn. Đó. Cái này là cái đảo các bạn ơi, một cái đảo nhỏ này nhưng mà khá đẹp luôn. Có một cái sông này. Wow, mình thích mấy cái kiểu địa hình như vậy nè các bạn, có cái hồ nước giữa sa mạc ấy. Nhìn đẹp cực các bạn ơi. Cái này là lại là vùng biển ấm nữa chứ. Wow. Giờ mình sẽ ở đâu có cái thuyền sao kìa. Đúng không ta? Ok, để lại gần các bạn, trời hơi tối. đúng rồi, cái thuyền. Tình cờ gặp được một cái thuyền nữa các bạn. Một công đôi chuyện luôn. Giờ mình sẽ đi vô thử xem. Wow, cái này. Toàn emerald thôi các bạn à, không có kim cương.
Thôi kệ đi các bạn, có cũng đỡ không ấy. Giờ mình sẽ đặt cái cửa để lấy oxy trước đã. Giờ mình hết oxy rồi nè. Đó, rồi mình sẽ cất cái bản đồ này mình tìm rồi đúng không? Cất cái bản đồ đi các bạn. Rồi, đi tiếp. Ăn vô cái đã. Nhâm 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 nhâm. Rồi, mình sẽ lấy cái rìu rồi đi lên đó các bạn. À không, cái này còn ở dưới nữa hay sao này? Ừ đúng rồi các bạn, ở dưới còn rương nữa. Được cái la bàn. Một cái bản đồ, để mình xem cái bản đồ này có gì nha. Cái bản đồ này bản đồ mới nữa nè các bạn ơi. Một cái kho báu mới nữa. Nhưng mà mình sẽ để ở những tập sau nha. Hôm nay tìm một cái kho báu là đủ rồi. Rồi mình sẽ cắt cái cửa này lại đi. Rồi, ok, giờ đi thôi. Giờ chắc quay trở về thôi các bạn. Giờ mình cũng khá xa nhà này. Ok, giờ mình sẽ quay về nhà mình nha. Cũng khá xa đây. Ok, giờ mình sẽ về nhà nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay trở về tới nhà nha. Ok, cảm ơn. Như vậy mình đã quay về trở về nhà rồi đây. Đó, lần này thì mình ta... No. Cái gì nữa vậy mấy anh hai? Oh my gosh. mấy anh dân làng, mấy anh kẻ cướp dân làng này ghiền mình à. Nhầm, bắn nhầm. Chết rồi. Mình dứt rồi. Chạy. Phải cầm khiên lên. Chiến đấu. Dám xâm chiếm địa bàn của anh hả? Dám xâm chiếm này. Dám. Mạnh lắm các bạn ơi. mấy anh bắn gần. Bắn mình gần đây rồi. Tên thủ lĩnh đã đai rồi mấy tên này. Tính ra trong ngày hôm nay thì mấy anh kẻ cướp dân làng ấy cứ lợi tìm mình hoài luôn ấy. Mình chả sao các bạn. Rồi ok. Trong ngày hôm nay thì Lập đã làm được một cây cầu ở đây nè các bạn, để sắp tới mà có thể đi di chuyển qua vùng gần chút dễ dàng hơn ấy. Và cũng bắt đầu chăn nuôi lại rồi. Và trong lúc tìm kho báu thì mình chỉ tìm được một trái tim miên cả và một ít MR thôi, nhưng không có tìm được kim cương ấy. Và ở tập sau thì Lập sẽ cố gắng đào thật nhiều kim cương để chế tạo giáp kim cương các bạn ơi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lập nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.